giờ nữa hả? Đúng rồi. Mạnh vô đây, cứ vô đây nó mềm rồi đó. Nó tường rồi đó. Chớ nào sức cứng rồi đây. Vừa ấy vừa xây nó không hư lử rồi mà mày xiết tại chỗ nó hư lử. Thôi được rồi. Đây. Đó đó, thấy cái đó xiết tại chỗ vậy. Cái này nó không cứng nào đâu, nó chỉ là nhớ được không? Bốn mươi hai giây rồi mà chưa cắt được. Không có gì kèm đâu. Không mà cái ống này cũng dày quá đúng không? Dày 45 ly. Cái ống tráng kẽm đâu có dày giữ giữ chứ đâu. Tráng kẽm nó mỏng lét. Ống này ống tráng sắt. Mấy cái sáng là tập dục rồi ha. Bỏ cũng luôn. Ông quay chờ lỏng rồi mất nước. Lỏng vậy anh quay gì nó hư lưỡi thêm nó làm gì. Thôi kệ đi mình xiết đi. Chiếc ghe tôi coi có bị hụt lưỡi không? Thấy hụt lưỡi không? Rồi. Đức quay ngoại rồi. Quay ghi.